Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4, sách kết nối tri thức qua sách và bài tập, bài 48, luyện tập trung tiết 2. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập toán 4 kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa và bài tập toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Tiết 2, bài tập số 1, tính nhẩm theo mẫu. Các em có thể bấm tạm dừng video, các em đọc kỹ mẫu. Ở đây thầy giáo hướng dẫn các em thực hành luôn nha. A. 30 x 30. Các em chỉ việc nhẩm 3 x 3 bằng 9. Hai thừa số này có tất cả là hai chữ số 0 ở tận cùng. Các em viết thêm hai chữ số 0 vào đằng sau. 60 x 50. 6 x 5 bằng 30. Hai thừa số này có tất cả là hai chữ số 0 ở tận cùng. Các em viết thêm vào đằng sau. 300 x 20. 3 x 2 bằng 6. Hai thừa số này có tất cả là ba chữ số 0 ở tận cùng. Các em viết thêm vào đằng sau. Ở đây các em lưu ý nhỏ này. Số 10.100 thì chúng ta chỉ tính là có hai chữ số 0 ở tận cùng thôi. Các em không tính chữ số 0 này. 10.100 x 20. Các em lấy 101 x 2 bằng 202. Số 10.100 các em chỉ tính hai chữ số 0 ở tận cùng. Số 20 có một chữ số 0 ở tận cùng. Tất cả là có ba chữ số 0 ở tận cùng. Các em viết thêm 3 chữ số 0 vào đằng sau. 800 x 60. 8 x 6 bằng 48. Hai thừa số này có tất cả là 3 chữ số 0 ở tận cùng. Các em viết thêm vào đằng sau. 2B. Các em cũng bấm tạm dừng video, các em đọc kỹ mẫu trước nha. Rồi, thầy giáo hướng dẫn các em thực hành luôn. Các em nhớ là nhân thì chúng ta thêm, còn chia thì chúng ta bớt đi. 800 chia 20. Các em quan sát số chia. Số chia có một chữ số 0 ở tận cùng. Vậy các em bớt đi một chữ số 0 ở tận cùng của cả hai số. Như vậy các em chỉ việc tính là 80 chia 2 thôi. 8 chia 2 bằng 4. Các em viết thêm một chữ số 0 vào đằng sau. Rồi tương tự. 27 chia 9 bằng 3. Phép tính này thì số chia có 2 chữ số 0 ở tận cùng. Như vậy các em bớt đi 2 chữ số 0 tận cùng của cả hai số. Bằng 48 chia 8 và bằng 6. Ba năm chia 5 bằng 7. Các em viết thêm một chữ số 0 vào đằng sau. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Một cửa hàng hoa quả nhập về 765 kg vú sữa được đóng đều vào 17 thùng. Cửa hàng đã bán hết 9 thùng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg quả vú sữa. Rồi các em hình dung. Cửa hàng nhập về 765 kg quả vú sữa. Chia đều vào 17 thùng. 765 kg chia đều vào 17 thùng. Cửa hàng đã bán hết 9 thùng. Bán hết 9 thùng. Như vậy còn lại mấy thùng? À, còn lại 8 thùng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg quả vú sữa? Cửa hàng còn lại 8 thùng. Muốn biết cửa hàng còn lại bao nhiêu kg quả vú sữa thì chúng ta phải tính mỗi thùng có bao nhiêu kg quả vú sữa.
Trước hết là kem tính xem là mỗi thùng có bao nhiêu kg quả vú sữa. Số kg vú sữa có trong mỗi thùng là 765 kg chia đều cho 17 thùng. Ta lấy 765 chia cho 17 bằng 45. Như vậy, số kg vú sữa trong mỗi thùng là 45 kg. 17 thùng mà cửa hàng đã bán hết 9 thùng. Vậy số thùng quả vú sữa còn lại là 17 trừ 9 bằng 8 thùng. Còn lại 8 thùng. Mỗi thùng chứa 45 kg vú sữa. Mỗi thùng chứa 45 kg vú sữa. Như vậy cửa hàng còn lại số kg quả vú sữa là còn lại 8 thùng, mỗi thùng chứa 45 kg. Ta lấy 45 nhân 8 bằng 360 kg. Tôi đáp số là 360 kg. Bài tập số 3, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. My đã đặt một món quà sau ô cửa, ghi phép tính có kết quả bé nhất. Mai, Việt Nam và robot theo thứ tự đi vào các ô cửa A, B, C, D. Hỏi bạn nào nhận được món quà của My. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em thực hiện các phép tính được ghi trên mỗi ô cửa và các em chọn ra phép tính có kết quả bé nhất. Rồi cụ thể 198.000 chia 6, các em tính được bằng bao nhiêu? À, bằng 33.000. 2.800 nhân 8 bằng 22.400. 864.000 chia 40 bằng 21.600. 500 nhân 50 bằng 25.000. Rồi trong các kết quả này thì số 21.600 là số bé nhất. Như vậy My đã đặt món quà vào ô cửa này, ô cửa C. Mai, Việt Nam và robot theo thứ tự đi vào các ô cửa A, B, C, D. Mai, Việt Nam và robot. Như vậy bạn nào nhận được món quà của My? À, bạn Nam. Bạn Nam nhận được món quà của My. Bài tập số 4, tính bằng cách thuận tiện. Câu E. Biểu thức này thực hiện theo cách thông thường là kem tính từ trái sang phải. Các em lấy 416 nhân với 25 trước, được kết quả bao nhiêu, các em mới nhân tiếp với 4. Nhưng tính như vậy nó không thuận tiện. Như vậy tính thuận tiện là tính như thế nào? Trước hết là các em phải lưu ý, 2 x 5 bằng 10, 4 x 25 bằng 100, 8 x 125 bằng 1.000. Như vậy nhìn vào biểu thức là các em nhận ra ngay, 25 x 4 bằng 100. Do đó, để thuận tiện, các em sẽ kết hợp hai thừa số này lại với nhau. Các em tính trước. 25 x 4 bằng 100. 416 nhân với 100 thì các em chỉ cần viết thêm hai chữ số 0 vào đằng sau, tức là bằng 41.600. Tương tự câu B. Nhìn vào biểu thức, chúng ta nhận ra ngay 125 nhân 8 bằng 1.000. Vì vậy, các em sẽ kết hợp hai thừa số này lại với nhau để các em tính trước. Còn lại 53 kết hợp với 30. 125 nhân 8 bằng 1.000. 53 nhân 30 bằng 1.590. 1.590 nhân với 1.000 thì các em chỉ cần viết thêm 3 chữ số 0 vào đằng sau. Như vậy kết quả là 1.590.000. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc ngày học tốt.